Luôn số em đi. Khi nào có mấy đôi giày xịn xịn giá ok la thì em gọi cho nè. Nhưng mà thôi khỏi đi, bây giờ mình làm liền liền luôn nè. Chúng ta cùng nhào vô hai đôi giày đơn giản chấn động này nha mọi người. Tông trắng đêm siêu êm dịu, dễ phối dễ mang. Giày casual đơn giản y nguyên bản V2. Hu hu, nhìn quá xá là đẹp luôn đó mọi người ơi. Mua giày thì ngoài nhìn mẫu mã ra thì mấy bạn quan tâm nhiều nhất là đến chất lượng đúng không? Vâng, để đáp ứng cho cái điều đó và mình quyết định nói về mẫu mã trước. Cái nô giới thiệu của tôi vậy đó. Mọi người chịu thì chịu, không chịu thì chịu nha. Đôi trắng thì nhấn đen mà đôi đen thì nhấn trắng. Quá là nghịch lý cuộc đời luôn đúng không? Mà đôi khi cái nghịch lý cuộc đời đó lại mang lại cái sự đẹp tinh tế đó mọi người ơi. Thêm nữa là cái phần chi tiết đế giày được đi đơn giản dữ lắm. Gân boss là điểm nhấn cho phần đế. Mà có lý do thì tôi mới nói đây là hai đôi giày quốc dân nha. Với thiết kế tối giản và thông minh, với hai tông màu trắng đen nữa thì có phải là làm bạn cho tất cả mọi outfit của mấy bạn không? Đây đây, bây giờ đến cái phần mà mấy bạn quan tâm và đợi chờ nhất rồi nè. Mình xin liệt kê xương xương tính năng của em giày casual đơn giản uy nguyên bản V2 này nha. Chất liệu là 100% da, lót vòng cổ 100% siêu mềm mại. Với một dân chơi nổi mùi về giày như mình đó, mình thấy việc vệ sinh giày da thì dễ hơn. Có thêm một sự tâm lý ở đây, phần lưỡi gà của giày là một đặc điểm đáng chú trọng nha mọi người. Lót hơn lưỡi gà smooth 3mm, phần lưỡi gà này là tương đối mỏng, vừa phải và có chất liệu siêu mềm mại, khiến cho việc vận động trở nên dễ dàng và thoải mái hơn nữa. Đế cao su và Thalamet, mút 3.5mm, quá xá là êm ái cho đôi chân của mấy bạn du xuân xin tiền lì xì luôn nha. Cộng thêm nữa là cao thêm mấy phần luôn. Dây giày cotton dệt 6mm, phần dây thôi là đã đầu tư như vậy rồi thì mấy bạn khỏi cần bàn về chất lượng của em nó nha. Có hai lỗ thông hơi khiến cho việc mang giày không còn là nóng được hay khó chịu giữa cái thời tiết nồng nàn này rồi. Cá tính thì mấy bạn chọn màu đen, mà nhẹ nhàng tinh khôi thì mấy bạn chọn màu trắng. Chiều tiền thì mấy bạn lấy hai đôi luôn cho mình, thay đổi qua lại. Kết luận cho cái việc review quá có tâm này thì mấy bạn nhớ đến Jamie để nhắn gửi sự yêu thương đến hai đôi giày quốc dân này nghe.